Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Luca và Dinh Tuấn Kiệt ngồi sát bên nhau trong tiệc gặp gỡ bạn thân, trông rất xứng đôi vừa lứa. Mọi nhất cử nhất động của Luca, Dinh Tuấn Kiệt đều được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Thời gian qua, Dinh Tuấn Kiệt, Luca là cặp đôi được dân tình đẩy thuyền không ngờ nghỉ bởi cả hai trông rất xứng đôi. Mặc cho nhân vật chính lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò, nhưng khán giả vẫn ship nhiệt tình. Nhiều lần né tránh nhau trước đám đông, nay Luca và Dinh Tuấn Kiệt không còn giữ khoảng cách. Trên Instagram, Dinh Tuấn Kiệt đăng tải khoảnh khắc cùng hội bạn đình đám VBIS như Luca tóc tiên Mai Tiến Dũng. Đáng chú ý, couple Dinh Tuấn Kiệt Luca chiếm trọn spotlight cả tấm hình. Không còn giữ khoảng cách, cả hai thoải mái xuất hiện cùng nhau giữa chốn đông người. Đứng chung khung hình, ai cũng công nhận rằng cả hai cực xứng đôi, nét phu thê ngày càng thấy rõ. Dân tình nói không sai khi cặp đôi này tình trong như đảm mặt ngoài còn e. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, được dịp dân tình đẩy thuyền tới bến. Thời gian qua, Dinh Tuấn Kiệt Luca là cặp đôi được dân tình đẩy thuyền không ngờ nghỉ bởi cả hai trông rất xứng đôi. Mới đây trong một talk show, Luca đã chính thức xác nhận chuyện có bạn trai trước khán giả. Theo đó, Luca thừa nhận, nếu mà hỏi thì cũng chia sẻ thật lòng với mọi người rằng Luca cũng có bồ rồi, cũng lớn, trên hàng ba rồi, nên bây giờ cũng đến tuổi yêu, mà thực ra là quá tuổi yêu rồi, chứ nên là có bồ rồi. Mặc cho nhân vật chính lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò, nhưng khán giả vẫn ship nhiệt tình. Dù lộ hình hẹn hò 7749 lần, nhưng Luca và Dinh Tuấn Kiệt vẫn tuyên bố chỉ là chị em. Như vậy, thuyền của cặp đôi này vẫn chưa có dấu hiệu chìm, vẫn được người hâm mộ soi hình hẹn hò và ship mọi mặt trận. Được biết đến là cặp đôi trai tài gái sắc đang nhận được sự ủng hộ tích cực trong thời gian qua, netizen không khỏi bày tỏ sự mong ngóng, hy vọng sẽ nhận được tin vui của cả hai một ngày gần nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.